Xin chào các bạn đang xem kênh YouTube của Khởi nha. Tiếp tục một hành trình khám phá thành phố Huế của mình. Trong video này các bạn hãy cùng Khởi rảo bước quanh thành phố Huế qua các danh lam thắng cảnh nổi tiếng nhất xứ Đô Thành, chu du qua đèo Hải Vân, ngắm kinh thành Huế uy nga, chiêm ngưỡng vẻ đẹp cổ kính của lăng vua Khải Định, lắng lòng tĩnh tâm bên chùa Thiên Mụ và ngắm toàn cảnh thành phố Huế thơ mộng qua góc nhìn Lai Cam. Và tiếp tục là đi dạo phố, thưởng thức các món ăn ngon tại xứ Huế. Tất cả sẽ có trong tập phim này. Các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh Khởi ơi nhé. Và bây giờ chúng ta bắt đầu hành trình khám phá thành phố Huế nào các bạn ơi. Từ thành phố Đà Nẵng đi Huế, đoạn đường khoảng 100 km, các bạn có thể đi bằng xe máy hoặc là xe ô tô, thời gian khoảng 2-3 giờ đồng hồ. Từ Đà Nẵng, mình di chuyển theo hướng đèo Hải Vân đến Huế nha các bạn. Đoạn đường hiện tại là mình đã đi được 1/2 của ngọn đồi Hải Vân này rồi. Thì chỗ mình đang đứng đây là đỉnh đồi của đèo Hải Vân nha các bạn. Đỉnh đèo này cao khoảng 500m so với mực nước biển. Đèo Hải Vân là một trong những ngọn đèo nổi tiếng nhất tại miền Trung, nối liền tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng tại vị tuyến thứ 17 đi qua ngọn đèo này. Con đèo này được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất hùng quan, là quan ải hùng vĩ bậc nhất cả nước Việt Nam. Đây được xem là một con đường đèo vĩ đại nhất của nước Việt Nam, là một trong những con đường đèo ven biển đẹp nhất hành tinh, một cung đường lươn lẹo rất là hùng vĩ luôn đó các bạn. Khi đi qua đèo Hải Vân này, các bạn sẽ chiêm ngưỡng được trọn vẹn vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng thiên nhiên và sự phiêu lưu đầy lý thú trên các cung đường mạo hiểm ngoằn ngoèo, quanh co, lên xuống. Đèo Hải Vân còn có tên gọi khác là đèo Ải Vân. Trên đỉnh đèo ngày xưa có một cái ải để quan sát của thuộc địa ngày xưa, hay còn gọi là đèo mây, bởi vì đỉnh đèo thường có mây che phủ. Thì đi đến Huế các bạn phải vượt 20 km đường đèo. Dù đã có hầm chui qua đèo rồi, nhưng có rất nhiều bạn vẫn thích thú với việc vượt đèo để trải nghiệm cảm giác mạnh và mạo hiểm. Hầm Hải Vân thì không cho xe máy chạy qua nha các bạn. Nếu lựa chọn đi hầm Hải Vân, các bạn phải đi bằng ô tô hoặc là xe khách và gửi xe máy ở đầu hầm bên đây. Ban quản lý hầm sẽ có xe để trung chuyển xe của các bạn qua đầu hầm bên kia, và điều tất nhiên là có phí nha các bạn. Đi như vậy thì sẽ rút ngắn được thời gian khá là nhiều so với các bạn vượt đèo. Lúc đầu bọn mình cũng dự định là đi như vậy, tuy nhiên nghĩ lại thấy tốn kém quá nên quyết định vượt đèo tiết kiệm. Vừa tiết kiệm, vừa du ngoạn ngắm cảnh thiên nhiên hùng vĩ, vừa trải nghiệm cảm giác mạo hiểm thích thú này. Từ trên đỉnh đèo Hải Vân này, các bạn có thể nhìn xuống dưới kia toàn cảnh đoạn đường đèo Hải Vân ngoằn ngoèo quanh co rất là đẹp luôn đó các bạn. Và phía ngoài đây là một cái eo biển rất là đẹp, có một ngọn núi đang nhô ra phía ngoài. Đúng là thiên nhiên rất tuyệt vời, tạo ra những phong cảnh rất hùng vĩ, làm mê hoặc lòng người. Và đây cũng là lần đầu tiên mình xem được những cảnh tượng này, rất là đẹp luôn đó các bạn. Nếu có dịp đi qua đèo Hải Vân, hãy dành một phút để dừng lại chiêm ngưỡng những cảnh đẹp này nha các bạn, sẽ rất là ấn tượng đối với các bạn đấy. Sau khi qua khỏi đèo Hải Vân là mình sẽ đến biển Lăng Cô của Huế nha các bạn. Từ đây mình tiếp tục di chuyển đi khoảng 80 km nữa là mình sẽ tới trung tâm của thành phố Huế. Nếu mà đã đi ngang Lăng Cô thì không dừng lại ngắm cảnh một chút thì hơi lãng phí đúng không các bạn? Cho nên là mình đã dừng lại đây và nghỉ ngơi một chút xíu để tiếp tục hành trình đến Huế. Chỗ đây là vịnh Lăng Cô đó các bạn. Đây là một trong 30 vịnh biển đẹp nhất thế giới đó nghe, không phải tầm thường đâu. Vịnh Lăng Cô này nằm ngay chân đèo Hải Vân luôn. Đi sâu vào bên trong vịnh này sẽ có một cái đầm rất là lớn, đó là đầm Lăng Cô. Các bạn có nghe hai từ Lăng Cô có lạ lạ không nào? Nếu theo nghĩa đen người ta có thể hiểu đó là một cái mộ của một bà cô nào đó đúng không các bạn? Nhưng không phải như vậy đâu nha. Lăng Cô có nghĩa là như thế này. Ngày xưa nơi đây có rất là nhiều đàn cò đến cư ngụ và sinh sống trong những ngọn núi xung quanh đầm, nên người ta gọi nơi đây là làng cò. Theo tiếng Việt thì mình đọc như vậy, nhưng lúc đó người Pháp họ không gọi được chữ làng cò, họ đọc trệt thành Lăng Cô. Rồi dần dà người ta quen với cái tên là Lăng Cô, nên nơi đây được đặt tên là Lăng Cô luôn đó các bạn. Phải nói là cảnh quan xung quanh đầm này rất là đẹp và huyền bí đúng không các bạn? Đồi núi chập trùng, mây phủ bay bay, gió nhẹ, đầm thì êm đềm, không khí trong lành. Quả thật mình cảm thấy rất chi là thoải mái và nhẹ nhàng khi dừng lại nơi đây ngồi nghỉ ngơi sau một chặng đường dài ngoằn ngoèo của đèo Hải Vân. Tiếp tục lên đường nào các bạn ơi, hẹn gặp Lăng Cô vào một dịp khác nhé. Tiếp tục hành trình 80 km nữa để đến Kinh Đô rồi, cố lên nào.
Đi dọc đường vô tình mình bắt gặp được khoảnh khắc đoàn tàu chạy ngang một cánh đồng lúa rất là đẹp luôn các bạn, nên mình đã dừng lại quay một đoạn cho các bạn xem. Thật sự khung cảnh rất là đẹp luôn, như một bức tranh đầy màu sắc. Mùi khói rơm bay nghi ngút đang xen là mùi lúa mạ non, thêm tiếng còi vang lên làm lòng mình cứ liên tưởng về những ngày xưa cũ. Tức cảnh sinh thơ là đây nha các bạn, mình đọc vài câu cho các bạn nghe nha. Đoàn tàu khắp nẻo bốn phương, ai thương ai nhớ, nhớ về cố hương. Việt Nam đất nước ta ơi, mênh mông biển lúa, đâu trời đẹp hơn. Đó là những câu thơ thể hiện về vẻ đẹp của cảnh đẹp của Việt Nam. Quả thật Việt Nam chúng ta có rất nhiều nơi rất là đẹp và thơ mộng như thế này. Bảo sao nhiều du khách nước ngoài lại thích thú đến Việt Nam như vậy. Trong tương lai gần, mình sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để được đi du ngoạn khắp Việt Nam để cùng chia sẻ với các bạn nha. Và cuối cùng cũng đã đến Huế rồi nha. Vừa vào tới trung tâm Huế là mình tìm ngay một quán bún bò Huế để no bụng và có sức đi khám phá nha các bạn. Bún bò Huế thì hầu như ở miền nào cũng có, bởi món này rất nổi tiếng, ngon và dễ ăn. Nhưng chính thống thì phải nhắc đến Huế nha các bạn. Mình thấy quán này khá là đông và lớn nên ghé vào ăn. Quán tên là Bà Gái nha các bạn. Có thể nói đây là món ăn không chỉ nổi tiếng ở Việt Nam mà còn nổi tiếng cả toàn thế giới. Hầu hết khách du lịch nước ngoài đều biết đến món này bởi rất nhiều bài báo, tạp chí nước ngoài nói về món bún bò Huế của Việt Nam. Ây da, nhìn cái nồi nước lèo nó hấp dẫn gì đâu á các bạn, đang đói bụng nữa, gặp cảnh này sao chịu nổi. Cô ơi, làm nhanh nhanh lên cho con nha. Ok con, có liền đây. Và đây là tô bún bò đặc biệt của mình nha các bạn, màu sắc ngon ghê luôn á. Có giò nè, bò viên nè, chả cua, huyết nữa và có cả thịt bò, trông ngon quá đi. Bỏ rau vào nữa, ăn thôi. Xin mời các bạn nha. No bụng rồi, bây giờ bắt đầu khám phá Huế thôi nào các bạn ơi. Điểm đầu tiên mình đến đó chính là Kinh Thành Huế, hay còn gọi là Đại Nội. Chỗ mình đang chạy là trên cầu Phú Xuân nha các bạn, bắc qua con sông Hương. Và bên kia đối diện cầu Phú Xuân là cầu Trường Tiền, một cây cầu rất nổi tiếng ở xứ Huế. À, bên kia sông các bạn thấy xa xa đó là Kinh Thành Huế, có một cây cột cờ rất là cao, có cờ đỏ sao vàng của Việt Nam treo lơ lửng trên không, các bạn có thấy không nào? Bây giờ mình sẽ tiếp tục tiến gần lại Kinh Thành Huế nha các bạn. Và mình đã tới phía trước của Kinh Thành Huế rồi nha các bạn. Bao quanh Kinh Thành là một con kênh nước như các bạn đang thấy. Con đường này dẫn vào Hoàng Thành và Tử Cấm Thành, hai khu vực liên thông với nhau, mà Tử Cấm Thành nằm bên trong Hoàng Thành, người ta gọi chung đây là Đại Nội nha các bạn. Bên trong đây có rất nhiều xe xích lô chở khách đi ngắm cảnh xung quanh Đại Nội. Mình đang tìm một chỗ bãi xe để gửi xe và đi bộ tham quan Kinh Thành đó các bạn. Giờ này cũng hơi trưa, trời khá là nắng nên là mình sẽ mua một cái nón lá đội cho đỡ nắng nha. Bên đây có một cụ già đang bán nón đây, mình sẽ qua bên đây hỏi cô và mua một cái nón nè. Nón bao nhiêu một cái vậy cô? Nón có hả? Dạ. Bớt đi, con mua hai cái rồi. Cái 50 hả? Bớt đi con. Không, con cần mua nón này thôi, không cần vẽ gì đâu. Bớt con cái này đi, con mua hai cái trắng thôi. Hai cái 8 đó. Dạ. Hai 80. Hai cái 80. Được không bác? Sau một hồi kỳ kèo trả giá không được nên thôi mình đã quyết định mua luôn đó các bạn ơi. Hai cái 100 ngàn, thiệt là đau lòng quá các bạn à.
trời nắng nên thôi quyết định mua đại luôn. Chứ thật ra cái nón này ở quê mình mua từng 30 ngàn là cao lắm rồi các bạn ơi. Xin chào các bạn nha. Hiện tại mình đã vào được bên trong kinh thành Huế rồi nha các bạn. Khách du lịch đến đây tham quan rất là đông luôn. Bây giờ các bạn hãy cùng mình đi vào bên trong để cùng tham quan kinh đô Huế nha. Đi thôi nào. Do hôm nay trời khá là nắng á, cho nên là mình mua một cái nón lá để mình trồng cho nó đỡ nắng nha các bạn. Đây. Tuy nhiên dịch đang bùng phát á, cho nên là khi tham quan mọi người nhớ đeo khẩu trang nha. Giờ mình đeo khẩu trang. Kinh thành Huế là một trong những chứng minh cho thời lịch sử của đất nước còn hiện diện cho đến ngày nay. Là một tòa thành rộng lớn nơi đóng đô của nhà Nguyễn trong suốt 140 năm kể từ năm 1805 đến năm 1945. Trải qua 13 đời vua, các vị vua đăng quang theo nguyên tắc là cha truyền con nối. Hiện nay, Kinh thành Huế là một trong các di tích thuộc cụm quần thể di tích cố đô Huế được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Kinh thành được bắt đầu xây dựng từ năm 1805 dưới thời của vua Gia Long, kéo dài gần 30 năm đến thời vua Minh Mạng đời thứ 12 thì mới hoàn thành. Và phía ngoài này là khu vực kỳ đài nha mọi người. Đây là cột cờ như một bức bình phong án ngự trước Kinh thành Huế, như một lá chắn bảo vệ Kinh thành. Đây được gọi là kỳ đài. Đài cờ này gồm 3 tầng hình chóp, cục chữ nhật chồng lên nhau và cột cờ được làm bằng gỗ xưa. Qua nhiều cuộc chiến tranh, cột cờ này đã gãy đổ rất nhiều lần, sau này được dựng lại bằng xi măng cốt thép kiên cố với chiều cao là 37m. Đây là một tòa thành gần như là hình vuông. Mỗi cạnh của tòa thành dài khoảng 2,5 km trên khuôn viên đất 520 hectare. Trải qua bao năm tháng thăng trầm, Kinh thành Huế đã trở thành một công trình kiến trúc đồ sộ và quy mô nhất thời phong kiến. Bên trong Kinh thành Huế này nó rất là rộng đó các bạn. Bây giờ mình sẽ qua mình xem bản đồ để mình có cái hướng đi cho nó nhanh và chính xác nha các bạn. Giờ mình qua mình xem bản đồ nha. Định xem bản đồ đi cho dễ, nhưng sau khi xem rồi mình thấy một mớ chú thích hơi rối não quá các bạn ơi. Nên thôi quyết định đi lụi luôn các bạn à. Vô cổng tham quan cho nhanh. Một vé vào cổng là 50.000, 150.000 đấy các bạn nha. Nếu là người địa phương ở Huế thì chúng ta sẽ được giảm 50%. Một người Huế là giảm bao nhiêu phần trăm nhỉ? 50% à. Đó nghe các bạn, một người Huế là được giảm 50%. Chỉ cần mang theo chứng minh nhân dân hoặc là hình của chứng minh nhân dân là các bạn sẽ được giảm 50% nha. Kiểu này chắc phải tìm một nàng nào ở ngoài này nhập hộ khẩu mới được các bạn ơi. Để được đi nhiều lần để khám phá hết kinh đô Huế này nha các bạn. Chứ mình nghĩ đi một lần là không chắc đã khám phá hết cái kinh thành này đâu. Nó rộng lắm các bạn à. Phía trước ngọ môn quan, bên hai lối đi có trồng hai luống hoa mặt trời, nhìn rất là đẹp luôn đó các bạn ơi. Và các bạn ơi, sau khi mua vé là mình đã di chuyển qua cổng ngọ môn là cổng chính. Chị di chuyển vào bên trong nha các bạn, phía sau mình là cổng ngọ môn nha. Một vé đi vào bên trong là 150.000. Hồi chiều mình có nghe mấy cô ở người dân ở đây, người ta bảo là ngày lễ là được miễn vào cổng vé cổng các bạn. Nhưng mà vào trong thì vẫn tốn tiền mua vé là 150.000 nha các bạn, chứ không có được miễn phí nha. Đó chỉ là lời đồn thôi. Ok, bây giờ mình sẽ vào bên trong nha các bạn. Ngọ môn quan là cổng chính phía nam của Kinh thành Huế. Ngọ môn có nghĩa là cổng tí ngọ hướng về phía nam, là cổng lớn nhất trong bốn cổng của Kinh thành Huế.
chỉ dành riêng cho vua đi lại và dùng để tiếp đón các sứ thần. Ngọ Môn cũng là nơi chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử quan trọng. Nơi đây ngày xưa vẫn thường diễn ra các lễ lạc quan trọng của triều đình nhà Nguyễn, như lễ ban sóc, đó là lễ ban lịch, lễ truyền lô, tức là tuyên đọc tên các tiến sĩ tân khoa. Và một sự kiện đặc biệt quan trọng trong lịch sử là vào ngày 30 tháng 8 năm 1945, tại cửa Ngọ Môn, vua Bảo Đại, vị vua cuối cùng của Việt Nam, đã đọc bản tuyên ngôn thoái vị và trao trả chính quyền lại cho chính phủ lâm thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Cũng kể từ đây, chấm dứt chế độ phong kiến của nước Việt Nam, mở ra một thời kỳ lịch sử mới. Về mặt kiến trúc, Ngọ Môn Quan có kiến trúc tương tự như Ngọ Môn ở Cố Cung Bắc Kinh, nhưng vẫn thể hiện rõ phong cách kiến trúc của dân tộc Việt Nam. Ngọ Môn Quan có phần nhỏ hơn so với Cố Cung của Bắc Kinh. Và Ngọ Môn Quan này có hai phần chính, đó là Đài Cổng và Ngũ Phụng và Lầu Ngũ Phụng. Phần Đài Cổng có hình chữ U vuông góc. Ngọ Môn Quan có tổng cộng là 5 lối đi. Lối đi chính giữa dành cho vua đi, hai lối hai bên là Tả Giáp Môn, Hữu Giáp Môn, dành cho quan văn và quan võ đi. Và hai lối ngoài cùng là Tả Dịch Môn và Hữu Dịch Môn, dành cho binh lính và cung nữ voi ngựa theo hầu. Bây giờ mình bắt đầu đưa vé vào qua cổng Ngọ Môn Quan để vào bên trong tham quan kinh thành Huế nha các bạn. Đây là lần thứ hai mình đến với Huế, lần đầu thì mình chưa cảm nhận nhiều đó các bạn. Hy vọng là lần này sẽ có nhiều trải nghiệm và nhiều cảm nhận hơn về kinh thành Huế. Thông thường đi vào kinh đô Huế này sẽ có hướng dẫn viên. Các bạn đi theo đoàn thì hướng dẫn viên sẽ nói tất tần tật về sự hình thành, lịch sử và tất cả các vị vua và các cung miếu trong cái kinh đô này. Thì nhưng mà mình đi tự túc thì không có hướng dẫn viên đâu nha các bạn, mình phải tự tìm hiểu để mà tham quan cho nó chính xác và đúng với cái ý nghĩa mà cái nơi mình đến tham quan, để mình hiểu về ngày xưa chỗ này là như thế nào. Và đây chính là đại nội nha các bạn. Sau một hồi đi vòng vo quanh co lương lẹo các kiểu, cuối cùng chúng ta cũng được vào bên trong đại nội của cung đình Huế rồi, của triều đình nhà Nguyễn. Thì trước mắt các bạn là có một cái cổng giống như cổng Tam Quan vậy đó các bạn. Nhưng cổng này được gọi là cổng Nghi Môn nha các bạn. Ở đây có một cổng và vào bên trong kia nữa chúng ta sẽ có một cổng. Và đây chính là lối đi chính vào Đại Triều, vào Điện Thái Hòa, nơi mà nhà vua, nơi mà các vị vua của nhà Nguyễn lên triều hàng ngày và xử lý các công việc triều đình, triều chính. Đây là một cây cột của cổng Nghi Môn trước Điện Thái Hòa. Từng đường nét điêu khắc trên cột rất là tinh xảo và đẹp luôn đó các bạn. Trên cột là hình con rồng uốn lượn quanh thân cột. Và cây cột này được đúc bằng đồng nguyên khối nha các bạn, dưới thời của vua Minh Mạng, có từ ngày xưa cho tới bây giờ luôn, tức là năm 1833. Và những cây cột này được đúc từ một cái phường đúc rất là nổi tiếng ở Huế, đó chính là phường đúc. Và tất cả những ngôi chùa lớn ở Việt Nam đa phần là đều tìm tới cái phường này để đúc những cái chuông, những cái hình mẫu của chùa, những con rồng, cung phượng này nọ đó các bạn. Mình đang tiếp tục di chuyển vào bên trong Điện Thái Hòa nha các bạn. Phía trước đây là một con sân rất là lớn. Sân này được gọi là sân Đại Triều Nghi, được chia ra làm 3 tầng tương ứng với các cấp bậc của các vị quan. Tầng cao nhất là đệ nhất bái đình, tầng tiếp theo là đệ nhị bái đình và tầng thấp nhất là đệ tam bái đình, dành cho các quan từ nhất phẩm đến cửu phẩm. Và hai bên sân này có hai dãy bia được gọi là phẩm sơn. Trên bia phẩm sơn này có ghi cấp bậc từng vị quan, họ sẽ đứng theo đúng cấp bậc và tên của mình trên bia phẩm sơn này. Từ bên trong nhìn ra bên ngoài, bên trái là quan văn, còn bên phải là quan võ. Đi qua sân Triều Nghi là Điện Thái Hòa nha mọi người, là ngôi điện quan trọng nhất trong gần 100 ngôi điện lớn nhỏ trong Hoàng Thành.
là nơi nhà vua để tổ chức các buổi thuyết đại triều vào ngày mùng 1 và ngày rằm hàng tháng. Ngoài ra, cũng tại ngôi điện này còn có các buổi lễ như đăng quang, lễ thượng thọ, lễ nguyên đán hay là lễ quốc khánh. Tất cả các buổi lễ quan trọng đều được diễn ra tại điện Thái Hòa này. Theo quy định ngày xưa của triều đình nhà Nguyễn, thì trong các buổi lễ nhà vua ngự trên ngai vàng, xung quanh nhà vua có tứ trụ của triều đình, đó chính là bốn vị quan quan trọng nhất cùng với các hoàng tử và bà con bên nội. Còn các vị quan khác đều ở bên ngoài, họ không được phép đặt chân vào trong ngôi điện này, vì theo nguyên tắc nhà vua là thiên tử, thay trời xuống trị vì thần dân thiên hạ. Nếu mà thần dân nhìn thấy rõ mặt của nhà vua thì quyền uy của nhà vua sẽ bị giảm đi rất nhiều. Bên trong điện Thái Hòa, ở phía sau có một tủ mô hình thể hiện toàn bộ các công trình kiến trúc của hoàng thành, để khách đến tham quan có thể nhìn tổng thể khu hoàng thành này. Mặt khác, chỗ này cũng là chỗ các anh chị hướng dẫn viên du lịch đi theo đoàn đứng đây chỉ vào mô hình này và thuyết giảng về hoàng thành cho khách du lịch được biết về lịch sử. Các bạn đi tự túc cũng có thể đứng đây và nghe ké các anh chị hướng dẫn viên du lịch thuyết giảng luôn ha. Rồi, vậy là các bạn đã cùng khởi khám phá được ngôi điện quan trọng nhất và là ngôi điện còn sót lại nguyên vẹn sau chiến tranh. Phía sau điện Thái Hòa này còn có bốn điện lớn nữa, đó là điện Cần Chánh, điện Cần Thành, điện Khôn Thái và lầu Kiến Trung. Tuy nhiên, các ngôi điện này đều không còn nữa nghe các bạn. Hiện tại bốn công trình này đang được thành phố Huế kiến tạo lại, phục hồi xây dựng theo các tài liệu, tư liệu, hình ảnh xưa cũ để phục vụ cho du lịch và bảo tồn nền văn hóa của vương triều Nguyễn tại thành phố Huế. Tiếp tục hành trình khám phá kinh đô Huế, mình sẽ di chuyển qua một cung nữa, đó chính là cung Diên Thọ, nơi của Hoàng Thái Hậu và Thái Thái Hậu, tức là mẹ của các vị vua đã băng hà. Do thời gian không có nhiều, nếu không mình sẽ di chuyển nhiều hơn. Lúc đầu dự định là sẽ khám phá hậu cung của vương triều Nguyễn, nhưng hậu cung của kinh thành đã không còn nữa, đã bị chiến tranh tàn phá hết. Đây chính là nơi tâm cung lục viện ngày xưa, cùng với các điện, điện Cần Thành, điện Khôn Thái, điện Càn Thành, nơi ở của nhà vua cũng bị phá hủy. Bây giờ chỉ còn lại mảnh đất trống thôi nha các bạn. Do đó mình sẽ khám phá một cung khác, đó là cung Diên Thọ, là một trong những cung còn sót lại nguyên vẹn và lớn nhất trong kinh thành này. Ok, bây giờ các bạn cùng khởi di chuyển vào cung Diên Thọ nào. Cung Diên Thọ nằm bên hướng Tây của kinh thành Huế nha mọi người. Hồi xưa người ta vẫn hay gọi là Tây Cung. Và đây là toàn cảnh nhìn từ trên cao của cung Diên Thọ. Nằm ở phía Tây Tử Cấm Thành, cung Diên Thọ được coi là hệ thống kiến trúc cung điện quy mô nhất còn sót lại tại cố đô Huế. Trên tổng diện tích 17.500m2 là nơi sinh sống của bà Hiếu Khang Hoàng hậu, mẹ của vua Gia Long, vị hoàng đế đầu tiên của triều đình nhà Nguyễn. Khi hoàng hậu là thân mẫu của các vị vua lên ngôi, sẽ được phong lên chức là Hoàng Thái Hậu và sinh sống trong Diên Thọ cung này. Nơi đây cũng là nơi sinh sống của hàng loạt các hoàng thái hậu khác, trong đó có thể kể đến như Thuận Thiên Cao Hoàng hậu là mẹ của vua Minh Mạng, Từ Dụ Hoàng hậu mẹ của vua Tự Đức, Từ Minh Hoàng Thái hậu là mẹ của vua Thành Thái, kế tiếp là Hoàng Quý Phi cũng ở tại cung này. Và vị hoàng thái hậu cuối cùng sống ở đây chính là Đoan Huy Hoàng Thái hậu, là mẹ của vua Bảo Đại, cũng là vị vua cuối cùng của triều đình nhà Nguyễn. Và đây chính là chánh điện của Diên Thọ cung nha các bạn, là nơi làm việc và tiếp khách của Hoàng Thái hậu. Và tiếp đến mình di chuyển ra phía sau chánh điện này nha các bạn, đây chính là điện Thọ Ninh. Như các bạn thấy đấy, đây là nơi nghỉ ngơi, là phòng ngủ của Hoàng Thái hậu. Bên trong đây có giường, màn tre, có bàn trang điểm. Đây là công trình được tái xây dựng lại vào năm 2011 do hư hỏng quá nhiều. Bên trong đây còn có hai hình nhân của Hoàng Thái hậu. Và trên cây cột có một cây đàn tỳ bà. Đây là cây đàn thời xưa dùng để đàn cho hoàng thượng nghe mỗi khi các hoàng hậu có dịp hầu hạ hoàng thượng. Phía ngoài này các bạn còn có thể thấy một cái tủ trưng bày các cổ vật xưa trong cung đình được bảo tồn và lưu giữ cho tới ngày nay cho du khách tham quan. Và
Và đó là Diên Thọ Cung. Mình đã đi sơ lược một vòng cho các bạn xem. Bên trong đây còn có một cái miếu thờ nữa, nhưng mà bên trong không được phép quay phim nên mình không có quay được cho các bạn xem. Bây giờ mình sẽ đi ra bên ngoài nha các bạn. Bên ngoài này được gọi là Tạ Trường Du đó các bạn, được dựng vào năm 1849 trong lần đại tu cung Diên Thọ, chuẩn bị cho lễ tứ tuần đại khiết tiết của bà Từ Dụ Hoàng Thái Hậu. Ngôi nhà này được xây dựng trên mặt hồ nước hình chữ nhật. Như vậy, mình đã khám phá xong một phần của kinh thành Huế này, đó chính là cổng Ngộ Môn, điện Thái Hòa và cung Diên Thọ vừa đi qua. Kinh thành Huế là cụm di tích quốc gia có rất nhiều công trình kiến trúc được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, trong đó có thể kể đến 3 công trình mà mình vừa đi qua. Hy vọng trong một dịp khác có nhiều thời gian hơn, mình sẽ khám phá nhiều công trình khác trong kinh đô này. Bây giờ, mời các bạn hãy cùng khởi tiếp tục khám phá một địa danh kế tiếp tại thành phố Huế. Đây cũng là một trong những di tích được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Đó chính là chùa Thiên Mụ, một ngôi chùa nổi tiếng và linh thiêng nhất xứ Thừa Thiên này. Chùa Thiên Mụ cách kinh thành Huế khoảng 5 km, đi dọc theo con sông Hương, các bạn sẽ thấy chùa Thiên Mụ nằm bên tay phải luôn ha. Chùa Thiên Mụ còn có tên gọi khác là chùa Linh Mụ, nằm trên một con đồi mang tên Hà Khê bên bờ sông Hương. Ngôi chùa này được xây dựng vào năm 1601, cách đây 400 năm, dưới thời của vị vua đầu tiên của nhà Nguyễn, đó là Nguyễn Hoàng. Sau nhiều lần trùng tu thì ngôi chùa này đã khang trang hơn rất là nhiều, với quy mô được mở rộng và cảnh đẹp tự nhiên. Ngay từ thời mới xây dựng, chùa Thiên Mụ đã trở thành một ngôi chùa đẹp nhất xứ Đô Thành. Trải qua bao biến cố của lịch sử, chùa Thiên Mụ đã từng được dùng để làm tế đàn đất đai dưới triều của Tây Sơn, sau đó được trùng tu tái thiết nhiều lần. Hiện tại chùa Thiên Mụ đang lưu giữ rất nhiều cổ vật, trong đó có chiếc chuông đồng, chiếc đại hồng chung do chúa Nguyễn Phúc Chu tạo để cúng vào chùa, là quả chuông có cách trình bày mỹ thuật rất tinh xảo và đẹp mắt. Tiếng chuông của chùa Thiên Mụ dường như đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân xứ Huế. Cà dao có câu: gió đưa cành trúc la đà, tiếng chuông Thiên Mụ canh gà thọ xương. Do chùa nằm trên một con đồi nên các bạn phải di chuyển lên nhiều bậc thang như thế này để lên chùa nhé. Và con đồi này cũng gắn liền với câu chuyện hình thành nên ngôi chùa Thiên Mụ này luôn đó các bạn. Bên trong khuôn viên chùa Thiên Mụ được chia làm hai khu vực. Khu vực trước là cửa nghi môn, bao gồm có bến thuyền, có 24 bậc tam cấp lên xuống, và cẩm tam quan là 4 cây trụ cao xây sát đường lớn. Cẩm tam quan này có 15 bậc tam cấp để bước lên trên ngọn đồi để chúng ta đi vào trong chùa Thiên Mụ đó các bạn. Kế đến là tháp Phước Duyên, được xây bằng gạch cao 7 tầng. Và tháp này đã được trùng tu lại sau này, nhưng vẫn giữ nguyên lối kiến trúc cũ dưới thời vua Minh Mạng. Và khu vực phía trong cửa nghi môn có các điện Đại Hùng, điện Địa Tạng, điện Quan Âm, nhà trai, nhà khách, vườn hoa và phía sau cùng là vườn thông tĩnh mịch. Vườn thông này bao quanh một ngôi mộ của vị hòa thượng Thích Đông Hậu, là vị trụ trì nổi tiếng của chùa Thiên Mụ. Ông là người dành cả cuộc đời cho những hoạt động giúp ích cho đời, giúp cho người. Không chỉ thế, ông còn là người có công to lớn trong việc phát triển Phật giáo ở Việt Nam. Ngoài sự cổ kính, chùa Thiên Mụ còn có một câu chuyện rất ma mị về một lời nguyền tình duyên ai oán. Hễ cặp đôi nào đang yêu nhau, đến chùa Thiên Mụ sẽ bị gãy gánh và chia ly. Thật hư câu chuyện đồn thổi như thế nào, các bạn có thể tìm hiểu clip trước của Khởi nói về chùa Thiên Mụ nhé. Bây giờ, chúng ta tạm chia tay chùa Thiên Mụ để đến một ngôi lăng rất nổi tiếng tại kinh thành Huế. Đây là ngôi lăng cuối cùng của các đời vua nhà Nguyễn và cũng là ngôi lăng có lối kiến trúc hiện đại nhất, đẹp nhất tại kinh thành Huế. Ngôi lăng mà Khởi đề cập đến đó chính là lăng của vua Khải Định nha các bạn. Từ trung tâm thành phố Huế đến đây các bạn di chuyển khoảng 10 km ha, hướng về Đà Nẵng. Nếu bạn nào đi từ Đà Nẵng đến Huế chơi thì hãy để dành điểm này là điểm tham quan cuối để khi đi về các bạn ghé ngang rồi về Đà Nẵng luôn cho thuận tiện và gần hơn. Lăng tẩm của các vị vua triều Nguyễn được công nhận là một trong những thành tựu rực rỡ nhất của kiến trúc Việt Nam, là một trong những quần thể quan trọng của quần thể di tích cố đô Huế. Mỗi lăng mộ của nhà Nguyễn đều thể hiện rất rõ tính cách, cuộc đời của vị vua được chôn trong lăng. Lăng Khải Định là một ví dụ điển hình. Lúc sinh thời, ông là người rất thích màu mè, sống xa hoa, xa xỉ. Và đặc biệt, vua Khải Định không tuân thủ theo một quy cách nào về cách ăn mặc theo y phục của triều đình. Ông vua này tự thiết kế trang phục cho mình luôn đó các bạn. Và trong ngôi lăng này là một minh chứng rất rõ ràng về tính cách của ông. Ngôi mộ được xây dựng dưới thời Pháp thuộc nên ảnh hưởng rất nhiều kiến trúc của phương Tây và phương Đông. Được xây dựng trên một cái sườn núi dốc cao, phải xây dựng đến tận 127 bậc cấp với 5 tầng. Từ bên ngoài nhìn vào rất giống một tòa lâu đài của châu Âu luôn đó các bạn. Rất cao, uy nghi và đẹp.
Đây là một trong những ngôi làng được xây dựng cầu kỳ nhất và mất nhiều thời gian nhất trong suốt 11 năm. Từ lúc ông còn sống đến khi ông mất vẫn chưa hoàn thành, và đến thời của con ông là vua Bảo Đại thì mới hoàn thành. Các bạn thấy có ghê không? Một cái mộ mà xây hơn một thập kỷ thì đủ hiểu nó hoành tráng tới cỡ nào rồi. Bây giờ mời các bạn cùng khởi khám phá chi tiết bên trong lăng Khải Định này nhé. Và đồng thời chúng ta cùng tìm hiểu về lối sống, tính cách, con người của vua Khải Định qua các tài liệu ghi chép lại cho tới ngày nay. Đây là một vị vua vô cùng đặc biệt trong tất cả các vị vua nhà Nguyễn luôn đó nha các bạn. Rất là hấp dẫn đấy. Phía trước lăng bước vào là chúng ta sẽ thấy ngay một cái cổng tam quan rất là to và cao. Cổng tam quan này nằm ở tầng thứ nhất trong số 5 tầng của lăng Khải Định. Cổng tam quan là một kiến trúc rất đặc thù trong kiến trúc của Huế nha các bạn. Hầu như các di tích nào mà mình đi qua cũng đều có cổng tam quan luôn đó nha. Như chùa Thiên Mụ cũng có nè. Trong đại nội kinh thành Huế thì cũng có rất là nhiều cổng tam quan trong các công trình. Và ở ngay tầng 1 này có hai công trình chính ở hai bên, đó là Tả Tòng Tự và Hữu Tòng Tự. Đây là nơi dùng để thờ tự các vị công thần có công với đất nước. Tiếp tục mình sẽ di chuyển lên tầng thứ hai là sân Bái Đình. Tầng này được xem là nơi rất quan trọng trong việc chôn cất nhà vua đó nha các bạn. Bởi vì nơi đây là nơi đầu nguyệt để đẩy quan tài của nhà vua vào trong nguyệt phía dưới điện Thiên Định ở tầng 5. Trước mắt các bạn là nhà bia, đây được gọi là nhà bia Bát Giác. Bên trong đây có một cái bia rất là to và cao luôn nha các bạn. Đây chính là bia đá do vua Bảo Đại tự khắc chữ Hán trên bia, nói về cuộc đời của vua cha của mình. Và Bảo Đại cũng là người con duy nhất của vua Khải Định. Phía sau tấm bia đá này là bức bình phong. Đây chính là vị trí đầu tiên để đưa thi hài của nhà vua vào bên trong lăng đó các bạn. Từ vị trí này vào sâu bên trong là 30m theo một đường thẳng. Và đường này người ta gọi đó là đường tội đạo. Theo như mình tìm hiểu thì đường tội đạo chỉ dùng trong lăng của các vua chúa, hoàng tử, công chúa, đại quan ngày xưa. Nó là đường hầm được đào sâu dưới đất, nối từ nơi thấp nhất đến nơi cao nhất có huyệt mộ. Là đường di chuyển thi hài của các bậc tôn quý vào đúng huyệt mộ bên trong, giữ bí mật an toàn nơi an táng hài cốt của nhà vua. Ok các bạn ha, bây giờ mình sẽ di chuyển lên trên tầng cao nhất của ngôi lăng này, đó chính là cung Thiên Định, nơi nhà vua an nghỉ. Toàn bộ các công trình kiến trúc lớn ngoài này đều được làm bằng đá nha các bạn. Và những công trình này đều còn nguyên vẹn từ xưa cho tới bây giờ, không sửa chữa hay trùng tu gì nhé. Gần 100 năm rồi đó. Như các bạn thấy, trên bề mặt đá có bám rất là nhiều rong rêu. Và đây chính là cung Thiên Định nha các bạn. Cung này là cái nơi cao nhất trong chánh điện của lăng Khải Định. Các bạn nhìn xem, bên trong này được xây dựng cực kỳ công phu và tinh xảo. Theo như mình tìm hiểu tài liệu, toàn bộ nội thất trong cung đều được trang trí bằng những bức phù điêu ghép bằng sành sứ và thủy tinh màu. Những loại sành sứ và thủy tinh này được mua nguyên cái, sau đó về đập ra và ghép lại thành những bức phù điêu. Quả thật nhìn rất là đẹp, mình không nghĩ bàn tay con người ngày xưa lại tinh xảo, khéo léo đến thế. Trước mắt mình là hàng ngàn hàng vạn miếng sành sứ kết tinh lại với nhau thành một bức hình đầy màu sắc, bóng loáng, một không gian sáng giá và đầy sự uy nghiêm, đúng như tính cách của vua Khải Định luôn đó các bạn. Lúc sinh thời, ông là người thích màu mè, ăn mặc sành điệu. Ông là vị vua ăn mặc không giống ai, tự thiết kế quần áo cho mình. Trên quần áo còn gắn thêm kim sa hạt lựu chiếu lấp lánh nữa đó các bạn. Cũng từ những tính cách đó mà trước khi ông mất, ông đã chuẩn bị rất kỹ càng cho việc xây dựng lăng tẩm của mình. Để chuẩn bị nguyên vật liệu xây dựng ngôi lăng này, vua Khải Định đã phải cử người sang Pháp để mua sắt, thép, xi măng, ngói và qua tận Trung Quốc, Nhật Bản để mua đồ sứ, đồ thủy tinh màu về xây dựng. Đây là ngôi lăng được xây dựng tốn kém và mất nhiều chi phí nhất trong tất cả các lăng của vua đời trước. Và vua Khải Định lên ngôi trong một thời kỳ cực kỳ khó khăn và đen tối nhất của đất nước. Nhà vua lúc này chỉ là bù nhìn và không có quyền hạn, tất cả quyền hạn đều nằm trong tay của người Pháp. Dân thì đói khổ lầm than, cơ cực. Nhưng để đủ kinh phí xây dựng ngôi lăng này, vua Khải Định đã cho tăng 30% thuế khoán đối với tá điền và nhân dân. Việc làm này của nhà vua lúc đó đã bị xã hội lên án cực kỳ gay gắt. Dù vậy, những công trình được xây dựng dưới thời của ông đã để lại một dấu ấn kiến trúc độc đáo cho nền kiến trúc Việt Nam sau này. Một trong những tác phẩm nổi bật nhất trong ngôi lăng này đó chính là bức tranh rồng năm móng ẩn trong mây trên trần nhà, như các bạn đang thấy đó. Đây là bức tranh được vẽ hoàn toàn bằng chân chứ không phải bằng tay đâu nha mọi người.
do một nghệ nhân rất nổi tiếng lúc bấy giờ là ông Phạm Văn Tánh. Bức họa này nghe người ta nói là trải qua hàng trăm năm mà màu sắc của bức họa không bị phai mờ mà càng ngày càng rõ nét và hoàn toàn không được sơn sửa gì từ lúc nhà vua mất đến bây giờ. Và một điều vi diệu ở đây là không có mạng nhện hay bụi bặm gì bám trên bề mặt, mặc dù không có ai lau chùi hay quét dọn. Người ta nói điều này vẫn chưa có ai lý giải được, nó như một sự linh thiêng nào đó trong ngôi lăng này. Nhưng theo mình nghĩ, do chất bột màu nó sơn nhẵn bóng hoặc là chất gì đó đặc biệt nên bụi không bám và nhìn nhện cũng không bám được. Mình nghĩ là vậy, các bạn có nghĩ như vậy không? Đây là những chiếc vòng hoa bằng sắt do người Pháp viếng tặng nhà vua lúc ông từ trần. Nó còn nguyên vẹn đến bây giờ luôn đó nha mọi người, chỉ là hơi phai màu một chút thôi. Còn bên đây là nơi đặt pho tượng đồng vác vàng của vua Khải Định. Cũng ngay pho tượng này, sâu bên dưới 9 mét là thi hài của ông. Pho tượng này được đúc vào năm 1920. Đây là pho tượng nguyên khối theo tỷ lệ 1:1, tức là giống y chang nhà vua luôn đó mọi người. Và phía trên pho tượng đồng là chiếc bụ tán. Đây là một kiệt tác nghệ thuật sành sứ đỉnh cao. Theo như mình tìm hiểu thì toàn bộ chiếc bụ tán là một khối bê tông cốt thép nặng gần 1 tấn đó mọi người. Vậy mà treo trên không trong suốt 100 năm nay, nhưng nó vẫn kiên cố như đinh đóng cột. Không biết ngày xưa người ta dùng một kỹ thuật gì mà có thể treo nó đứng im trong ngần ấy năm. Thật là đáng nể phục. Nhìn màu sắc của khảm sứ giống như một tấm màn nhung lụa mềm mại uyển chuyển, nhìn rất chân thật, không hề giả trân một chút nào luôn đó mọi người ơi. Và phía sau bức tượng đồng là hình nửa mặt trời, biểu hiện cho mặt trời đã lặn, tức là nhà vua đã chết. Nói đến đây mình mới thấy con người Việt Nam của chúng ta ngày xưa rất thông minh và sáng tạo luôn đó mọi người. Trong ngôi lăng này có rất nhiều hình ảnh ẩn dụ mang một ý nghĩa to lớn. Mười năm trị vì ngắn ngủi của vua Khải Định được lưu truyền với muôn vàn tinh đồn màu sắc tô vẽ. Quả thật khi xem qua những gì sử sách ghi chép lại, vua Khải Định đã trải qua một cuộc đời nhiều thăng trầm cùng giai đoạn lịch sử biến động quan trọng nhất của đất nước. Ngoài những giai thoại về cung cách ăn chơi xa xỉ, nịnh tay, vua Khải Định còn có rất nhiều giai thoại khác, mà trong số đó đặc biệt nhất là sở thích tô son vẽ mắt, trang điểm. Dù có tới 12 bà vợ với tam cung lục viện đầy đủ, nhưng trong gần 10 năm tại vị, vua Khải Định không hề ăn nằm với một bà vợ nào, dù ông vẫn rất trân trọng và đối xử tốt với các bà. Rất nhiều lần nhà vua nói với quan thần của mình rằng nội cung của trẫm là một cái chùa, ai muốn vô tu thì cứ vô, ý nói là không có tình dục đó mọi người, cho thấy vua Khải Định không thích phụ nữ. Và có rất nhiều bài viết sau này phân tích về phần người này của ông, các bạn có thể tìm hiểu thêm trên internet nhé. Như vậy các bạn và Khởi, chúng ta đã khám phá xong lăng của vua Khải Định, một trong những ngôi lăng có kiến trúc nổi bật nhất tại kinh thành Huế. Nhìn tổng thể, kiến trúc lăng Khải Định không tuân theo một trường phái kiến trúc nào nhất định, mà đó là cả một sự kết hợp táo bạo của nhiều trường phái kiến trúc từ Ấn Độ giáo, Phật giáo, Roman. Lăng Khải Định chính là sự thể hiện rõ nét về những ảnh hưởng tính chất của thời cuộc và tư tưởng của nền văn hóa Đông Tây. Ở một phương diện khác, sự đầu tư thái quá của nhà vua lại khiến người đời chê trách, nhưng nhìn vào giá trị, nghệ thuật lẫn nội thất bên trong vẫn còn nguyên vẹn từng cái cột, hàng rào, nhà bia hay những bức khảm sành sứ tinh tế và những bức phù điêu sắc sảo, lại làm người ta thán phục bởi tính cách ngạo nghễ chơi ngông của ông, đã góp phần làm cho Ấn Lăng trở nên một điểm tham quan lạ và độc đáo trong lịch sử xây dựng lăng tẩm của các nhà vua triều Nguyễn. Như các bạn thấy đấy, Huế là một nơi hội tụ rất nhiều di tích văn hóa, nổi tiếng cả Việt Nam và cả thế giới. Có thể kể đến như các di tích mà Khởi và các bạn vừa đi qua trong video này như Hoàng Thành Huế, Chùa Thiên Mụ, Lăng Vua Khải Định và nhiều di tích cổ khác. Tất cả đều mang lại cho Huế một nét cổ kính lạ thường, thu hút rất nhiều khách du lịch thập phương đến với Huế. Ngày nay, Huế vẫn giữ nguyên nét xưa, phát triển theo mô hình đô thị di sản văn hóa và cảnh quan không đô thị hóa để bảo tồn nền di sản. Nên khi đến với Huế, bạn sẽ không bắt gặp quá nhiều công trình cao tầng, tòa nhà chọc trời, mà dọc hai bên bờ con sông Hương là những tán cây xanh và những công viên tô điểm cho cảnh quan đô thị xanh, góp phần làm cho con sông Hương nổi tiếng từ lâu trở nên thơ mộng và êm đềm hơn. Hiếm có thành phố nào tại Việt Nam làm được điều này như thành phố Huế.
Đi khắp thành phố Huế, từ ngoại ô đến nội ô, các bạn chỉ bắt gặp mỗi duy nhất một tòa nhà cao tầng trong thành phố, đó chính là tòa nhà Vinpearl. Đây được xem là nóc nhà của thành phố Huế đó nha mọi người. Khánh thành vào tháng 9 năm 2018, là khu trung tâm thương mại lớn nhất thành phố Huế, cùng với đó là dịch vụ khách sạn 5 sao trên các tầng cao. Vinpearl Huế có chiều cao 33 tầng, nằm ngay trung tâm ngã 6 tuyến đường huyết mạch của cố đô Huế, với kiến trúc tháp hình chữ V hiện đại và sang trọng. Vào buổi tối, tòa nhà này bật đèn lên rất đẹp và lung linh luôn đó mọi người. Và một điều đặc biệt nữa là trên Vinpearl Huế còn có một tầng Sky Bar đẳng cấp trên sân thượng. Mọi người có thể đến đây thưởng thức thức uống và ngắm nhìn trọn vẹn nét cổ kính của kinh thành Huế và con sông Hương thơ mộng ngay từ trên nóc nhà của tòa nhà này. Trong tháng 2 năm 2021 vừa rồi, Chính phủ đã quyết định phê duyệt kế hoạch phân loại đô thị giai đoạn 2021-2030, thì Huế được dự định sẽ trở thành thành phố trực thuộc trung ương đó các bạn. Nâng cao tầm quan trọng của Huế đối với cả nước về cả văn hóa, chính trị và kinh tế. Đến đây Khởi xin kết thúc video nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và đừng quên nhấn đăng ký kênh YouTube Khởi ơi để cùng Khởi khám phá nhiều nơi khác nữa nhé. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe để cùng nhau vượt qua mùa Covid này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.